tại là 17 giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hôm nay là thứ 6 rồi quý vị, mai là cuối tuần ha. Cuối tuần nhưng mà Đà Lạt thì mưa quý vị, mưa rả rít từ hồi sáng giờ, mịt mờ luôn. Sương mờ đấy quý vị này. Sương mờ nó kéo dài từ hồi sáng cho đến bây giờ luôn quý vị. Đó, đêm nay chắc chắn là cũng có sương mờ luôn. Lần đầu tiên thấy cái cảnh mà như là Đà Lạt là sương mờ phủ kín thành phố mà từ sáng sớm cho đến đêm khuya đó, kéo nguyên ngày nguyên đêm luôn. Trời khá là lạnh, không mưa to mà nó cứ mưa rả rít, đang ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đó quý vị. Mưa rả rít như thế này mà nguy hiểm đó quý vị ha. Nước nó ngấm lâu quá. Còn thường thường những cái trận ví dụ mưa to xong rồi nó tạnh, nó nắng lên thì nước nó đất đai đồ này kia là nó khô, có thời gian để nó khô, nó rút nhanh. Còn nó cứ rả rít như thế này cũng khá là nguy hiểm á, đặc biệt là những cái địa bàn mà treo leo, nguy cơ sạt lở đó ha, đèo dốc rồi đó. Cứ mỗi lần mà trời mưa gió mà dầm dề như thế này đó quý vị, thì nói chung là ai cũng cảm thấy hồi hộp hết trơn. Hồi hộp, hy vọng đừng có những cái sự cố gì xảy ra, ví dụ như là sạt lở hoặc là cây cối ngã đổ gì đó. Cái giờ trừ là giờ bà con mình tăng tầm đi làm về, có nhiều anh em lao động ấy đi làm về thì ghé vào những khu chợ dân sinh như thế này này, mua ít mồi về giải mỏi trong trời mưa gió này thì cũng khá là thú vị đấy. Hàn huyên tâm sự giải mỏi, cay cay một chút rồi đi ngủ nghỉ quý vị ha. Xuống đây là Nam Thiên, bà con mình ở đây làm đường nhưng mà bà con mình cũng tranh thủ ra đây để mà bán vào buổi chiều quý vị, bán mưu sinh cá mú rau rán đó. Mai mốt làm đường xong là hết cái lề này thì bà con mình chắc có lẽ là cũng đi mưu sinh chỗ khác, coi như là người ta cũng cho bán ở đó. Ngày trước thì lề đường nó còn rộng á, cho nên như bà con mình có thể bán được. Người mà cứ bán rong với lại bán lề đường như thế này nó cũng bấp bênh quý vị, dàn kiếm sống qua ngày ấy. Chỗ nào mà họp chợ họp búa được được cái là bà con mình cũng tập trung tới để mà mưu sinh kiếm sống qua ngày. Ở Việt Nam mình á, cũng nhờ có những cái hình thức mà ví dụ buôn bán vỉa hè, mưu sinh vỉa hè, bán chỗ này bán chỗ kia vậy đó, thì nó lại tạo cái nguồn thu nhập và công ăn việc làm cho nhiều người, mà những người ví dụ thất nghiệp rồi quý vị, họ không có thu nhập thì họ ra đường họ mưu sinh bằng cách như vậy để kiếm sống đó. Chứ còn ví dụ mà dẹp hết, dẹp tất tần tật luôn để cho đường phố nó văn minh sạch đẹp, hiện đại ngon lành, nhìn y chang nước ngoài luôn ha, thì phải nói với quý vị chứ, thấy thì thấy vậy thôi nhưng mà thật sự ra nó không tốt đâu. Vì cuộc sống của chúng ta đang còn rất là nhiều người khó khăn, có những người thất nghiệp nữa, mà chúng ta dẹp một phát như vậy là như là nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái mảnh đời đó. Cho nên chi nhiều lúc thà họ mưu sinh như vậy còn hơn là chúng ta dẹp đi để rồi không có đường để mưu sinh nữa đó, thì nhiều lúc nó sẽ sinh ra những cái tệ nạn khác quý vị, ví dụ như là cướp giật trộm cắp. Lúc đó thì tỷ lệ tội phạm nó sẽ cao rồi quý vị ạ. Còn thêm là người vô gia cư gia kiếp từ này kia nữa đó, ví dụ vậy.
Rồi qua đây là con đường Đoàn Thị Điểm quý vị. Bây giờ mà xuống dưới Đèo Prenn là phải nói là chắc chắn là mịt mờ máy bay luôn, mịt mờ sương luôn. Bây giờ mà vẫn có sương mờ mờ ảo ảo mà quý vị. Ngoài miền Trung đang ngập lụt quá, tuy nó không có thiệt hại nặng nề giống như là ngoài miền Bắc nhưng mà cũng có ít nhiều gì cũng có thiệt hại ngoài đó quý vị. Trận bão và lụt năm nay ở miền Trung thì cũng thuộc dạng là nhẹ nhàng thôi. Cũng may là mẹ thiên nhiên là nương tay rồi quý vị, chứ làm trận mà to giống như ở ngoài Bắc phải nói là khủng khiếp lắm. Phố lên đèn rồi, mỗi 5 giờ chiều nhưng mà phố lên đèn rồi, cũng tui thui. Rồi qua đây là con đường Phạm Ngũ Lão ha. Có bạn du khách tâm sự bình luận trên kênh nói sắp xếp xin nghỉ được 3 ngày đi lên du lịch Đà Lạt mà thấy cảnh mưa gió như thế này không biết đi đâu cả. Xe An Phú này quý vị này. An Phú này là đi Phan Thiết ha. Vậy cho bước vào mùa khô lại không có một giọt mưa luôn rồi quý vị. Bước vào mùa khô đi du lịch Đà Lạt đã lắm luôn. Đi ra vùng ven, đi vào vùng núi rừng đồ hoang sơ khám phá là thoải mái luôn. Có anh chị hỏi tại vì sao gì đó mình bữa giờ không vào thăm anh người rừng ở trong kia. Nói chung bận quá quý vị, với lại mưa gió, mùa này mưa gió đi vào rừng rủ nguy hiểm, sợ lắm. Nào là muỗi, nào là rắc, nào là nguy cơ sạt lở cây đổ, rất là nguy hiểm. Mùa khô thì vô được quý vị. Đây là cầu Ông Đào quý vị ha. Với tình hình mưa gió như thế này không biết là bà con mình ở chợ đêm chợ búa buôn bán sao. Cái khu ẩm thực đêm ở ngoài vườn hoa nữa. Ngoài đó bây giờ là bà con tiểu thương của mình cũng ế lắm. Có nhiều người là như là cũng sang rồi. Đây là bùng binh nước ha. Rẽ vào ấp Ánh Sáng hả quý vị. Chỗ này chạy lên mà xéo 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 là nó dễ bị trượt bánh lắm quý vị, trơn lắm á. Đó, vào trong này là ấp Ánh Sáng ha. Ở đây có cái vườn hoa lavender được quý vị này. Đó, vườn hoa lavender tím lìm. Mình nghĩ cả nửa tháng nó lên rực rỡ đẹp lắm. Ở bên ngoài là con đường Nguyễn Văn Cừ đó. Vâng, lên trên đi ha.
đuôi đường sau, đường trước là như là nguyên một dãy bún bò, bún mì quảng, rồi bún riêu rất là thơm luôn. Chưa đói bụng đi trước đó phải nói là thôi rồi luôn quý vị. Dãy sau này thì hầu như là không buôn bán gì cả. Đó, những cái con đường lát đá hiếm hoi còn sót lại của Đà Lạt đây, giống phố cổ vậy đó. Phố cổ, nhà cổ. Tất cả đều cổ. Người ở đây cũng cổ luôn. Ra ngoài này thì có một chợ, chợ ăn sáng, bán đầy đủ luôn. Đây bán cá mú rồi, tươi ngon lắm quý vị này. Hải sản rất là tươi ngon luôn. Làm xuyên đi chợ mua một ít hải sản rau rang về làm nồi lẩu quý vị ha. Ăn chất lượng và nó rẻ hơn là ăn quán ha. Rồi ra đây là con đường Nguyễn Văn Cừ. Rồi vòng lên đây là con đường Nguyễn Chí Thanh à. Mình nghĩ với áp thấp nhiệt đới như thế này thì nhiều khi là ngày mai còn mưa thêm ngày nữa. Mốt nó mới tạnh cơ. Khách vắng cho nên gì quán xá nó điều hiếu luôn quý vị. Trời này thì lên Đà Lạt chỉ có ăn với ngủ thôi. Ăn ngủ cà phê pháo. Rồi ra ngoài này là khu Hòa Bình ha. Và hiện tại là 19 giờ tối quý vị. Trời vẫn mưa không dứt, không ngớt luôn quý vị ơi. Cứ mờ mịt miết như thế này.
mình sẽ ghé vào chợ để cập nhật tình hình buôn bán của bà con mình trong buổi tối ngày mưa gió này cái quý vị ha. Vừa mới uống cà phê, đọc được cái tin tức của một tờ báo viết công an vừa mới bắt một TikToker ở ngoài Bắc á, ở Tây Bắc rồi quý vị, như là tỉnh Hà Giang mà mèo vạc mèo viết gì đó. TikToker này là cũng lên rồi dù những cái bà con mà đồng bào thiếu hiểu biết ở miền núi phía Bắc đó, là anh này anh đăng tải lên những cái video dạy cách làm giàu, tức là lập ra những cái tài khoản TikTok rồi chỉ cho người ta cách để kiếm tiền. Và anh này anh dụ được mấy người á, anh khoản cho người ta xong rồi anh kêu người ta là phải nộp tiền vào đấy, từ 1 đến 8 triệu vào. Thì nộp vào rồi á, thì anh này anh mới dùng những cái giọng nói giọng nói nhân tạo để gọi điện thoại đến, giả vờ tổng đài đồ này kia, gọi điện thoại đến cho những cái nạn nhân nữa, là nói là bây giờ là trong tài khoản của quý vị là có từ 1 tỷ cho đến 10 tỷ đô chẳng hạn đó. Đánh vào lòng tham ghê quá, mới lập tài khoản ra giao thôi mới nộp vô 7-8 triệu gì thôi quý vị. Đây là chợ Đà Lạt ha. Chợ hôm nay thấy vắng quá quý vị. Ở bên này là mấy đồ len đồ liếc chứ nó cũng ít người dọn ra quý vị ạ. Thấy vắng với mưa gió ế quá cho nên họ cũng không buồn dọn ra luôn ha. Đó, thấy nộp vô 7-8 triệu gì đó mà tổng đài bây giờ là báo thanh trong tài khoản là có vài tỷ rồi. Cho nên gì ham quý vị. Tuy nhiên là mấy người này rút không được, rút là nó cứ báo lỗi. Đó, rút nó báo lỗi. Thế là anh TikToker này yêu cầu là những cái nạn nhân là phải nộp thêm tiền vào vài chục triệu nữa thì mới rút được. Đó là cứ nộp vào mà không rút được quý vị. Thế là anh này anh chiếm đoạt luôn. Chiếm đoạt của người ta là như là cũng hơn nửa tỷ đấy. Thì bị công an bắt. Trời đất. Hình thức này đâu có mới mẻ gì đâu nữa quý vị. Nó cũ rích rồi nhưng mà ở đâu đó vẫn còn nhiều người dính, đặc biệt là những cái bà con ở nông thôn hoặc là miền núi rồi đó, tiếp cận thông tin đồ nó cũng không được tốt, cho nên chi là cũng dễ bị lừa lắm, mà nhất là đánh vào lòng tham nữa thì cũng dễ bị hơn nữa quý vị. Ui chà, là chờ buổi tối nay nhìn nó cảnh buồn vắng thê thảm, những khu vực này là bà con mình không dọn ra hàng ra luôn ha. Đó, nộp tiền thật, rút tiền ảo. Nộp tiền thật, nhận tiền ảo, nhưng mà lại không rút được. Rất là nhiều những nạn nhân mà đã gặp phải những cái trường hợp như thế này. Vào đây thì hầu như không một tiểu thương nào dọn hàng áo quần rồi này kia ra bán được. Ở ngoài thì còn lắc rắc. Thật sự ra khách khứa nó vắng, cho nên chỉ là người ta đi vòng vòng ở bên ngoài thôi quý vị. Cái con mẹ ở trong này nhiều lúc người ta cũng không thèm ngó ngang, không thèm vào nữa, cho nên như rất là vắng luôn. Bà con mình cũng không thèm dọn hàng ra luôn. Mà cũng đúng thôi, bây giờ bà con mình dọn hàng ra thì bán cho ai quý vị? Ngồi ngắm mưa rơi à? Rồi mất công rồi dọn ra dọn vào nó ướt át đồ đạc, nhất là áo quần. Mà nó ướt là nó cực lắm quý vị, về là phải phơi phiết cái này kia, còn không với là nó móc hư áo quần mình luôn. Cho nên như bà con mình cũng nghĩ luôn đó, vẫn thê thảm. Những hình thức lừa đảo đó thì nó không mới mẻ nên bà con mình cũng cẩn thận ha. Ai mà cứ chỉ cách làm giàu, chỉ cách kiếm tiền ở trên mạng thì thôi, nói thiệt quý vị, thôi đừng có ham, bỏ đi, không tham gia bất cứ một cái gì hết trơn. Nếu người ta ăn được thì người ta ăn luôn rồi, người ta đâu có cần phải chỉ mình đâu quý vị. Người ta ăn được, người ta nuốt được thì người ta nuốt im người ta nuốt luôn quý vị. Không có cái chuyện mà tự nhiên đi chỉ cho những người xa lạ cách làm giàu, cách kiếm tiền, nó không có đâu.
Đó, khúc ngoài này thì thấy có người đi tới đi lui, nó vui tươi một chút quý vị. Mình tự làm, tự ăn, bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ ra để mà làm, vẫn còn chưa đủ ăn nữa. Đòi ngồi mát ăn bát vàng, đâu ra quý vị ấy. Thời đại bây giờ, xã hội bây giờ làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ là làm thật, ăn thật, không có cái chuyện mà làm giả ăn thật đâu quý vị. Bây giờ mà kêu là làm giả ăn thật, vừa làm vừa chơi. Đi chơi có tiền. Thật ra là nhìn những cái cảnh như vậy hám lắm quý vị. Cứ kêu là vừa làm vừa chơi đồ này kia đó, mà vẫn có tiền thì không có đâu. Phải bỏ cái công sức của mình ra cho làm gì có cái chuyện đó quý vị. Mà trước khi có tiền người ta cũng xây dựng, phải nói là miệt mài đồ này kia. Ví dụ những cái kênh YouTube, những cái kênh mà TikTok hoặc là Facebook ở đó, người ta cũng miệt mài để mà xây dựng trước khi gặt hái được những cái thành quả đó quý vị, thì người ta cũng phải nói là xây dựng mướt mồ hôi ra và cũng không ngừng để mà đi làm để mới có tiền được. Chứ đâu ra tự nhiên không lập ra cái căn xong rồi là như là nộp 7-8 triệu vô là như là trong tài khoản nhảy lên vài tỷ liền. Khổ ghê. Thế mà có nhiều người dính, thậm chí ở thành thị luôn bị, ngay ở Đà Lạt này cũng có nhiều người dính nữa, không hiểu nổi. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt và tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.